cũng như nhỏ xíu nè, vậy nè mà nó trái vậy nè, nó nhỏ xíu nè. Đó, anh em dòm đó, cây tôi có bị bắn đâu. Rồi có câu của cái anh Thạch Cua ta hỏi. Đã quá anh ơi, có thể chia sẻ bí quyết ít để làm bông đạt được như vậy được không anh? Hi hi. Thì tôi cũng xin trả lời, thì cam tôi hồi đó thì cái lúc thời điểm đó là tôi làm để tôi bán cho nó thấy cái mùa trước. Thì cam bán tháng 2 nó được giá đó, thì tôi làm hôm rồi mua cây thì lúc cây sốt nó 16 ngàn cây nó cũng không được lớn, nhưng mà trong khi làm thì mới có cây năm mà làm rồi cây quá nhỏ. Thì bà con ai cũng nói hôm cây quá nhỏ, nhưng mà tôi cũng cố gắng để làm. Thì nó thấy nó ra nó cũng được cũng khoảng cỡ 5 tấn, 6 tấn đổ lại. Thì cũng mừng đó. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Áo Phúc TV. Thì hôm nay thì cũng lâu rồi, hôm trước thì từ trước về quay những cái clip mà cam á các bạn. Thì mình quay có cô chú anh chị đó vô comment và hỏi về thông tin về trồng cam, rồi nhiều thông tin liên quan cây cam á, nhưng mà không có thời gian trả lời được. Cho nên hôm nay là mình sẽ tập trung những cái bình luận đó để rồi mình sẽ nhờ cha hỗ trợ rồi trả lời thông tin cho các bạn nhé các bạn. Chào các bạn. Vỗ tay, vỗ tay. Hỏi đầu tiên thì có cái bạn Nhi Hồ Thì nè, thì có hỏi là anh ơi, giai đoạn nuôi trái tầm cỡ 4 năm bón phân NPK loại nào nuôi trái mau lớn mà bền khỏe vậy anh? Thì cái này nhờ cha trả lời giúp các bạn Nhi Hồ nè. Thì cái đó thì nếu mà mình còn vô con thì mình dãy 3 số 16. 3 số 16 mình tầm khoảng công vậy là khoảng 20 kg với 10 kg 39 chín. Đó, hai cái đó là mình cam vô con là mình cầm cái đó đặng cho trái nó cái vỏ nó mỏng. Rồi bây giờ tới cái câu kế tiếp nha các bạn. Thì có bạn là Cù Lao Chợ Mới á, thì có hỏi một câu là 6 công cam trừ hết chi phí mỗi năm thu nhập được bao nhiêu tiền vậy? Thì nhờ cha trả lời giùm bạn thì cũng như trả lời cho các bạn biết là như của tôi đó, thì ở trên của tôi đó thì hôm rồi trái nó bị cái tháng 6 hôm rồi bán cái giá có 11 đó, thì 7 công đó thì tôi trừ chi phí các khoản hết thì còn khoảng 150 triệu năm đầu, tại vì giá có 11 à. À, tới cái câu kế tiếp là có cái bạn là 9192 Sode gì mình đọc vậy thôi các bạn, là nói là hỏi là cập nhật vườn này thường xuyên để xem kết quả nghe ID. Thì tất nhiên rồi, thì cái vườn nhà của mình ở đây thì khi nào mà có thời gian thì mình sẽ quay mình cập nhật liên tục cho ông bà cô chú và quát khán giả để xem, để theo dõi mình xem coi như thế nào. Cái đó là tất nhiên rồi, thì nhờ có gì thì ông bà cô chú bác hoặc anh chị đó có xem thì nhớ ủng hộ kênh Áo Phúc TV được rồi, nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh ủng hộ là sẽ ra video thường xuyên vậy các bạn. Rồi bây giờ tới cái câu kế tiếp là của các bạn mà thôi nói anh đi, kêu anh đi, cái anh mà cam sành chờ ôm á, ảnh mới nói là thời này mà còn đậy màn phủ, trời ơi. Nói chung là trả lời với anh đó là thì nói chung mà thời nào cũng đấy, thời nào thì mình đẩy cũng được, nhưng mà ăn thua là mình xem coi cái kết quả của mình coi có đạt hay không, thì năng suất cái cao thì mình làm thôi chứ đâu có nhất thiết là phải thời nào đâu anh. Thì cha có ý kiến gì về cái câu ảnh ấy không, có gì thì nói hiểu hơn về cái câu của ảnh thôi. Thì tôi cũng có ý kiến là vấn đề đẩy cái màn phủ là tại vì mình đẩy cái mùa mưa là lúc từ cái tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 đó, đang nó mưa nó dầm rất là mưa nhiều, mà mình đậy để mình cho cái bếp mình nó gáo, mình cũng xịt thuốc nhưng mà mình xịt cái liều nhẹ hơn, thí dụ thay vì mình xịt 9-10 cử, hồi này mình xịt khoảng chừng 4 cử 5 cử, rồi mình giữ nước cho thiệt là khô, như vậy là mình sẽ đảm bảo hơn. Chứ để mà mình xịt thì nhiều khi mắc mưa đồ này kia nó cũng không, nó vụt lần vậy cũng rất khó lắm. Thì cái vườn của tôi hiện bây giờ đang, con tôi đang về quay nè, hiện giờ tôi đang ngồi đó, ở cái vườn này hồi đó tôi làm bông cây năm nè, mà giờ nó nhỏ xíu luôn đó, mà giờ tôi đậy phủ mà giờ ra trái được như vậy nè, hiện giờ con tôi về đang quay đó.
Rồi bây giờ tới cái câu của cái bạn gây mê TV. Trời ơi, cái tên nghe ấn tượng vậy ta. Có hỏi là cho hỏi cam này giống ghép trồng được ở miền Bắc không ạ? À? Thì nhà cha coi cái ý kiến gì cái câu này không? Trả lời cho bạn. Thì tôi cũng xin ý kiến trả lời câu này. Và giống cam mình thì hồi nào giờ trồng Vĩnh Long đó, thì ra mấy tỉnh ngoài cũng có trồng được, nhưng mà mình cũng không rõ tại vì mình không có ngoại, mình không biết. Như thấy cũng có anh em đi ngoại trồng đó thì thấy cũng được, nhưng mà còn ở tới ở như ở Nghệ An rồi mấy tỉnh ngoại nữa thì đó thì tôi không biết. Chứ như ở Bình Phước rồi thì thấy người ta cũng ra đây trồng cũng nhiều đó. Rồi tiếp thêm một cái câu của cái anh Thạch Cua. Thạch Cua này ảnh comment 4 tháng trước nhưng mà chưa trả lời được ảnh. Ảnh có hỏi là sau khi cuốn màng phủ mình xài phân gì để ra bông được như vậy anh? Thì cái câu này nhờ cha giải đáp giùm ảnh. Tôi cũng xin trả lời cái câu đó thì cũng như của tôi đó, này tôi nói là hiện của tôi thôi, là như là tôi cuốn màng phủ xong rồi hết trơn rồi đó, thì 3 ngày sau đó thì tôi tưới bột bốn. Nó gồm 4 thứ bệnh, xì mũ, rồi ngừa ghẻ lá, rồi hồi phục cây, trong đó nó 4 thứ thuốc. Thì trong khi đó tôi tưới xong rồi hết trơn rồi, khoảng chừng 4-5 ngày sau đó là tôi kích rễ phân thùng với thuốc kích rễ, là tôi kích rễ cho nó. Rễ xong rồi khoảng 5 ngày sau là tôi ngâm DB, là tôi tưới trực tiếp cho nó, đặng cho nó hồi phục cây rất cho nó nhanh, đặng cho nó đâm tược. Thì nó đâm tược xong rồi hết trơn rồi thì khoảng cỡ tuần sau nữa thì tôi trộn 30-99 với DB khoảng thì cái vuông 7 công tôi cho nó, thì tôi giải là 23-30-99 với 2 bao DB và 4 bao. Đó rồi là bắt đầu là nó xì lên rồi bắt đầu là mình kéo tược. Rồi mình xịt là mình mua phân thùng rồi mà thứ giọt bông mạnh đó, kích bông mạnh đó và thứ vô. Thì tôi vậy đó, tôi biết nhiều, tôi nói nhiều vậy. Tới cái câu hỏi kế tiếp của bạn Nhật Thiên, 5 tháng trước có comment là hay quá chú ơi, nhìn hấp dẫn thật, chúc chú trúng mùa giá cao. Thì mấy anh em mình thì cũng chúc vậy thì tôi cũng cảm ơn nhiều. Có cái câu hỏi kế tiếp là của đây toàn là tiếng Trung Quốc không, mình không biết được, của 5 tháng trước có comment nè, mua cây giống ở đâu vậy bạn? Thì nhờ cha sẽ giải đáp. Thì cái vườn hiện giờ đang tôi ngồi đây đó, thì con tôi đi quay đó, và cái vườn này đó tôi mua ở Bến Tre. Và lúc mua cây nó đang sốt đó, 16.000 cây đó, là trồng hôm tháng 10 xuống hôm tháng 10 năm là cái sốt nhất cam đó. 16.000 cây á. À, Bến Tre. Có cái bạn có cái anh là tôi là tôi hai nè. Rồi có 6 tháng trước có comment là cây chút xíu vậy mà 20 kg không sợ gãy hả trời. Thì cha có ý kiến gì về cái ảnh comment nha. Tôi cũng có ý kiến thì coi như là cam mình á thì tuy cây nó nhỏ nhưng mà mình cầm thì cái độ mà cây cho nó dày lại. Nó thí dụ thay vì mình cầm 3 cây rồi giờ mình cầm 2 cây tặng cho nó đỡ cái cây mình cho nó khỏe hơn. À, cũng như nhỏ xíu nè, vậy là mà nó trái vậy nè, nó nhỏ xíu nè. Đó, anh em dòm đó, cây tôi có bị bắn đâu. Nhưng mà nó trái như vậy thì cái sức độ nó đâu rất 20 kg. Đó. Thì mình treo mình gịch nó cho nó đừng có mà cái cây của mình đằng sau này đằng chiến sau nó không có gãy nhánh. Có câu hỏi tiếp theo là của anh hay là chú gì Nhân Đòn Trọng, 6 tháng trước có comment là cho em hỏi về chi phí để màng phủ bao nhiêu một công vậy anh? Thì cha có thể trả lời. Thì tôi cũng có ý kiến vậy, thì tôi cũng cái vuông là hiện giờ đang ngồi đây 11 công đó, thì hôm rồi tôi đẩy tôi mướn chọn gói vuông đó là 5,5 triệu một công. Còn nếu mà mướn mình mua đồ á, thì mình đẩy á thì một công mình rồi cũng khoảng cỡ 900 triệu. Còn nếu mình mướn người ta chọn gói thì 5,5 triệu một công đó, rồi chọn gói luôn ta làm tất cả hết cho mình, cuốn 450 nữa. Cái câu này ngoài lệ thôi, là cha có thể nói thêm cho các cô chú anh chị đó là mình mua ở đâu không? Màng phủ này thì mình ra mấy cái tạp hóa mình mua có hết. Tiệm tạp hóa
tiệm sắt đồ đó, mấy tiệm ngoài chợ đâu có bán hết trơn à. Giờ cũng có bán nhiều ở ngoài đó phải không? Cũng có bán đủ hết trơn. Vậy đó, hôm rồi cha mua chảnh, cha mua nhà cha đậy đó, và 7 công đó mà 11 cây đó, 11 cây bằng phủ mà mướn người ta đậy, và mỗi công 1.1 triệu. Rồi cây dây điện rồi của mình. Còn nếu mà như vườn cái hiện vườn 11 công này thì mướn trọn gói thì 5.5 triệu một công. Người ta cuốn 450 nữa. Có cái bạn Hiền Nguyễn, 6 tháng trước có cầm anh nè, cây thấy gớm mà bày đặt đậy màn phủ. Trời ơi. Thì nè bây giờ quay thực tế luôn nè. Thực tế cho mọi người các bạn coi nè, với bạn Hiền Nguyễn xem nè, giờ thực tế nè. Đó. Thấy cái kết quả của làm màn phủ nè, nè. Đó, trái nè. Đó, cũng có đâu thua kém gì mình xịt thuốc đâu. À, rồi cha có ý kiến gì vậy? Cha có cái kiến gì mình cây thì mặc dù nó nhỏ nhưng mà trong khi nó ra bông rồi thì mình cũng tưới phân vô thì cây nó lớn, nó cũng lớn dần theo nè, như nè nó vậy đó, nó trái rồi nè đó, mình đang phủ trái vậy đó, thì mình cây nhỏ thì mình chịu khó mình tưới phân hay nhiều, tưới phân thuốc nó nhiều chút xíu. Rồi tới một cái của cái anh này vào Đỗ Minh, 5 tháng trước có cầm anh là: em cho anh hỏi đất trồng cây lâu năm giá một công bao nhiêu tiền vậy em? Thì nhờ cha giảm bớt cái mắt thì tôi cũng có xin trả lời với anh em câu, thì đất này thì tôi muốn năm nay nó khoảng cũng gần 2 năm, thì cái giá thành thì 5 triệu một công, thì tiền banh 2 triệu, thì còn là mình muốn nữa mình hợp đồng một lần là bao nhiêu, cũng là 5 triệu. Giờ hiện tại cái thời điểm bây giờ giá đất nó có lên không cha? Giá đất hiện giờ đang lên 7 triệu có, 9 triệu cũng có, 8 triệu cũng có, tùy theo. Còn cái thời điểm cha mướn 2 năm trước là có 5 triệu à. Rồi cái hợp đồng là mình mướn là khoảng bao lâu? Hợp đồng là 5 năm, trả tiền 2 lần. Mới vô thì đưa 5 triệu rồi 1 năm rưỡi sau, 1 năm sau đưa người ta đủ. Rồi sau khi đủ 5 năm mình có gia hạn gì không cha? Đủ 5 năm thì mình được quyền gia hạn 1 lần. À, trong khi một lần đó và mở công cũng là 5 triệu, nhưng mà muốn mấy năm là mấy, mà cũng là một lần. Ví dụ như 3 năm, 4 năm, 5 năm gì, trồng tiền cho bà con người ta là phải một lần. Rồi sau khi mình đã gia hạn xong rồi, cây của mình là mình tự mình hạ, mình củi. Gia hạn xong rồi, hồi đó tại cũng có giao cây và trả cho chủ đất hết. Và người tự người ta muốn để, người ta muốn ăn nữa thì người ta ăn, đã không ăn thì tự người ta phá, người ta dẹp chứ mình không có dẹp. Cái đó là ăn thua rồi giao. Ở đây có một cái bạn Minh Minh, 5 tháng trước có cầm anh. Mình không phải trong nghề nhưng cây nhỏ hơn vậy gì nữa mà làm bông. Ý là bạn Minh Minh này nói là cái cây nhỏ quá vậy, mà ý là bản thân nói là không phải là người trong nghề trồng cam nhưng mà thấy cây nhỏ quá mà mình làm bông á. Thì tôi cũng có cái ý kiến như vậy với anh em vậy, và mình phải tính theo cái thời điểm, tại vì cái cây của mình á là mình làm, thí dụ mình làm ngay cái tháng 2 và nữa mình bán tháng 2 đặng cho giá nó có, rồi qua năm sau nữa đặng mà mình làm cũng bán được cái tháng 2, tháng 3 nữa đặng nó có giá. Còn nếu mình làm theo cái cây mình cây 7, cây 8 ấy, thì nó đi hút luôn và mình không có được như ý muốn của mình nữa, mình bán cái giá trái nhiều cây vô ấn nhưng mà nữa mình bán cái giá thấp, tại vì mình làm bán tháng 8, tháng 9 cậu này nó mấy tháng đó nó đâu có được giá được cao được. Còn mình làm còn cây còn nhỏ nhưng mà mình bán được cái giá cao, rồi qua năm sau mình cũng vẫn bán được cái giá cao nữa. Bây giờ có một câu cuối cùng của bạn Thị Yến Nhi Nguyễn, 8 tháng trước có cầm anh hỏi là trồng khoảng cách mấy mét một cây vậy anh? Và nhờ cha sẽ trả lời thắc mắc cho. Thì tôi cũng xin trả lời đó, thì mình cái clip của mình thì mình trồng thì trung bình đất mướn thì 2m4. Mà tôi của như của tôi thì tôi trồng bị tới thì 1m2, bao ngạn thì 1m, nhưng mà trong khi đó mình mướn người ta đắp mô thì coi như người ta đắp cũng không phải là được ngay đến 1m2 không, nhiều khi cũng 1m3, rồi nhiều khi cũng 1m2, rồi nhiều khi cũng có 1m1, tại vì mình dặn người ta vậy thôi chứ mình cũng không có làm ngay 1m2 được, trung bình là 1m2 với 1m3 là nhiều. Là trước khi mà kết thúc video thì cha có nói gì với ông bà cô chú và khán giả về nói về cái kênh Nam Phúc TV không? Thì tôi cũng xin ý kiến anh em thì cũng có chia sẻ, thì
thì để mình trao đổi nhau làm ăn thì tôi cũng mang ơn. Nhiều khi những cái nào mà mình anh em hay thì anh em cũng hướng dẫn lại mình, rồi nhiều khi mình cũng trao đổi với anh em để làm ăn với nhau thì tôi cũng mang ơn. Là trước khi kết thúc video thì trước tiên thì cảm ơn ông bà cô chú và anh chị em cô bác là xem hết video này. Cái này là video để chia sẻ những cái mà thực tế là hồi trước đến giờ là cha đã làm ở vườn nhà thôi nghe các bạn. Cha bây giờ thì có những bạn thắc mắc hỏi thì giờ trả lời thắc mắc vậy đó. Thì ông bà cô chú quan tâm á thì về vào xem á thì nhớ đăng ký kênh các bạn. Đăng ký kênh thì để mình mới theo dõi được những cái video mới nhất, để cập nhật với những cái mới nhất về cái khu vườn này. Và có những cái mà mới mẻ đó thì cái nào mà thấy chưa được thì ông bà cô chú anh chị thì cứ comment ở dưới đi. Thì sau này thì cha sẽ giải đáp thắc mắc cho ông bà cô chú. Rồi cảm ơn ông bà cô chú vào xem nha. Thì chúc ông bà cô chú một buổi trưa vui vẻ. Rồi xin chào nha.